Chào mừng bạn đã quay trở lại với tin tức mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Những ngày qua, bên cạnh sự tiếc nuối xót xa dành cho cố nghệ sĩ Mai Phương, dư luận cũng thể hiện cái nhìn chẳng mấy thiện cảm, nếu không muốn nói là tiêu cực đối với bạn trai cũ của cô, đồng thời là cha của bé La Vi, nam ca sĩ, diễn viên Phùng Ngọc Huy. Đông đảo bạn bè của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã lên tiếng bênh vực nam ca sĩ, bởi anh cũng có nỗi khổ riêng. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Mới đây nhất, Hoa hậu Jenny Trần, cô em gái thân thiết của Mai Phương và Phùng Ngọc Huy đã đăng tải bức tâm thư dài chia sẻ những chuyện mất thấy tai nghe về cha mẹ của La Vi. Theo mỹ nhân này, dư luận đang có phần tiêu cực khi chỉ nhìn vào bề nổi của sự việc, chưa tìm hiểu rõ ngọn nguồn sâu xa bên trong đã ném đá Phùng Ngọc Huy không thương tiếc. Jenny Trần cho biết Phùng Ngọc Huy luôn là một người cha có trách nhiệm và rất yêu thương, lo lắng cho con gái. Hoa hậu làm chứng cô chính là người đã thay nam ca sĩ mang quà cáp, tiền chu cấp anh gửi về Việt Nam trao tay hai mẹ con Mai Phương. Nếu Mai Phương không còn trên cõi trần gian này nữa thì ai sẽ lo cho bé La Vi? Bạn có biết mỗi tháng anh Huy phải gửi bao nhiêu tiền và quà về Việt Nam không? Chính tôi là người đã đem tiền về Việt Nam giao tận tay cho Mai Phương. Chắc bạn không hề biết, vì anh Huy không hề kể với ai thì làm sao báo chí biết mà để đăng tin. Phùng Ngọc Huy mỗi tháng đều chu cấp cho con gái La Vi. Không một ai biết, trừ tôi và Mai Phương. Còn rất rất nhiều điều mà tôi không có thời gian ghi lên đây hết. Tôi chỉ tóm gọn những gì cần nói để các bạn hiểu và thông cảm cho anh Huy. Họ đã chia tay từ rất lâu và tình cảm của anh Huy, Mai Phương chỉ còn tình bạn đẹp mà thôi. Cũng giống như các cặp đôi nam nữ yêu nhau, không hợp rồi chia tay thôi, đó là chuyện bình thường. Nhưng anh Huy vẫn làm tròn trách nhiệm và bổn phận của một người cha. Người đẹp họ Trần viết. Jenny Trần cũng tiết lộ thêm, sau khi bị cộng đồng mạng ném đá, Phùng Ngọc Huy đang phải đối diện với nguy cơ thất nghiệp vì có nhiều người quá khích đe dọa tẩy chay các nhãn hàng do anh làm đại diện. Tôi là người trả lương cho anh Huy mỗi tháng và bây giờ nhờ các bạn mà anh Huy đã mất đi công việc tốt rồi. Bạn hài lòng và mãn nguyện rồi phải không? Chơi thân với cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, Hoa hậu Jenny Trần làm chứng cả hai luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp và Phùng Ngọc Huy luôn hỗ trợ hai mẹ con tình cũ. Chỉ có người trong cuộc mới hiểu được anh Huy phải sống như thế nào tại Mỹ, chật vật để lo cuộc sống nơi đất khách quê người, nhưng mỗi tháng vẫn lo chu toàn cho bé La Vi. Mai Phương qua đến Mỹ, anh Huy vẫn lo sắp xếp, lo đủ đầy để Mai Phương không thiếu thốn. Mai Phương muốn chuyện gì, anh Huy cũng đáp ứng hết vật chất, tôi làm chứng. Cũng là một trong những nghệ sĩ quen biết với cả Mai Phương và Phùng Ngọc Huy, nhiều năm. Quách Tuấn Du chia sẻ, Phùng Ngọc Huy là một đứa tôi chơi cũng rất thân, bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong yếu đuối lắm. Mấy năm nay Huy cũng chịu đả kích rất nhiều về câu chuyện tình của hai vợ chồng. Chỉ một số ít người hiểu thôi. Khi Mai Phương bị bệnh và những lúc thế này, Huy cũng muốn về Việt Nam nhưng không về được sẽ đau lắm. Tôi là Huy có lẽ sẽ rất đau và không chịu nổi cảnh này. Dẫu sao cả Huy và Phương cũng từng là vợ chồng chung chăn gối. Nhất là thời điểm dịch bệnh, một đám tang lúc này sẽ rất lạnh lẽo. Người nghệ sĩ khi nằm xuống có lẽ rất muốn được nhiều nghệ sĩ bên cạnh, những người bạn, đồng nghiệp viếng thăm. Tôi sẽ tìm cách đến thắp nhang cho em gái. Quách Tuấn Du còn bênh vực và khuyên khán giả nên nhìn nhận lại vấn đề. Huy sống rất ôn hòa, dễ thương với đồng nghiệp. Mai Phương với Huy thì tôi thân với Huy nhiều hơn. Nhưng chuyện gia đình hai em tôi lại không muốn nói, và nói ra thì mọi người sẽ nghĩ là bênh vực cho Huy. Huy cũng nhiều nỗi khổ, không ai biết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình là Tin Tức Mới và đừng quên nhấn like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.